Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin chính. Nga dùng vũ khí nguy hiểm hơn tên lửa Kinzhal, bắn nổ tung nhà máy điện lớn nhất Kiev. Ukraine bất lực trước chiến thuật tiền hỏa lực hậu xung kích của Nga. Ukraine gạt phăng đề xuất ngừng bắn của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc chỉ ra lối thoát duy nhất cho cuộc xung đột. Nga chặn âm mưu đánh bom ở Moscow, bắn gục nghi phạm. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những diễn biến nóng cập nhật về tình hình xung quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nga đã phá hủy nhà máy sản xuất điện lớn nhất ở thủ đô Kiev của Ukraine trong một cuộc tấn công tên lửa ngày 11 tháng 4, giữa lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc phương Tây nhắm mắt làm ngơ trước nhu cầu tăng cường phòng không của đất nước này. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 18 tên lửa và 39 máy bay không người lái. Nga đã phóng tổng cộng 82 tên lửa và máy bay không người lái, trong đó có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal, loại tên lửa mà không có hệ thống phòng không nào của Ukraine có thể bắn hạ được. Không có thương vong và cuộc tấn công không gây ra tình trạng cắt điện ở khu vực thủ đô Kiev của Ukraine hoặc các khu vực khác do nhà máy Trypinska TPP cung cấp. Theo công ty năng lượng Centrinergo, nhà máy nhiệt điện Trypinska TPP, nhà cung cấp điện lớn nhất cho các vùng Kiev, Cherkasy và Zhytomyr đã bị phá hủy hoàn toàn. Công ty đã mất 100% sản lượng điện tại 3 nhà máy của mình, tất cả đều đã bị Nga phá hủy hoặc chiếm đóng. Công ty này nói trong một tuyên bố, đây là một ngày đen tối trong lịch sử của Centrinergo. Quy mô tàn phá thật khủng khiếp, thiệt hại không thể ước tính được. Đây là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi trong lịch sử của công ty. Theo tuyên bố của Centrinergo, cuộc tấn công vào nhà máy Trypinska diễn ra sau một cuộc tấn công gần đây của Nga đã phá hủy nhà máy Zhmypska của công ty ở khu vực Kharkov hôm 22 tháng 3. Quân đội Nga đã chiếm đóng nhà máy thứ ba của công ty Vulegiska ở vùng Donetsk vào tháng 7 năm 2022. Theo trang web của công ty, tổng công suất thiết kế của 3 nhà máy nhiệt điện là 7.690 MW. Ditech, công ty điện lực lớn nhất của Ukraine cũng cho biết hôm 11 tháng 4 rằng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hai nhà máy điện, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Công ty sản xuất 20% năng lượng của Ukraine cho biết, trong 3 tuần qua, họ đã hứng chịu những cuộc tấn công tồi tệ nhất kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công quân sự toàn diện vào năm 2022. Khoảng 80% cơ sở sản xuất điện mà công ty này vận hành đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky chia sẻ hôm 11 tháng 4, tất cả các nước láng giềng châu Âu của chúng tôi và các đối tác khác đều nhận thấy nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với các hệ thống phòng không. Đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi cần các hệ thống phòng không và sự hỗ trợ phòng thủ khác, chứ không chỉ là việc nhắm mắt làm ngơ và thảo luận kéo dài. Trong khi hãng thông tấn TASS của Nga dẫn các nguồn tin quân sự đưa tin, cùng ngày, một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Sumy phía đông Ukraine đã bị hư hại sau một loạt các vụ nổ. Công ty năng lượng Naftogaz cho biết, hai cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ngầm dưới lòng đất cũng đã bị tấn công. Các nguồn tin cho biết, tại khu vực Kharkov, ít nhất có 10 tên lửa tấn công nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng. Trước những tổn thất, hư hại tại hệ thống các cơ sở năng lượng, nhà điều hành lưới điện đã kêu gọi người dân Ukraine giảm thiểu việc sử dụng điện vào giờ cao điểm buổi tối. Trợ lý Tổng thống Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết, khu vực Kharkov, giáp biên giới Nga đã bị mất điện luân phiên kéo dài, đã buộc phải cắt điện đối với 200.000 khách hàng dùng điện. Trong đợt tấn công mới đây nhằm vào nhà máy nhiệt điện Trypinska của Ukraine, Nga được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình KH-69. Theo trang Defense Express ngày 12 tháng 4, KH-69 cho phép Nga phá hủy hoàn toàn nhà máy điện Trypinska lớn nhất của Kiev. Kết luận trên bắt nguồn từ các mảnh tên lửa KH-69 được tìm thấy tại hiện trường. Theo các nguồn thạo tin khẳng định, KH-69 là tên lửa hành trình cận âm được thiết kế cho máy bay chiến thuật như Su-34, Su-35 và Su-57. Dữ liệu thực trên chiến trường cho thấy KH-69 có thể còn nguy hiểm hơn cả tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinzhal. Theo giới quan sát, đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng KH-69 để tấn công Ukraine. Tên lửa này từng được sử dụng vào tháng 2 bên cạnh những đợt cá biệt vào năm 2023, theo Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y Kiev. Hệ thống dẫn đường của KH-69 tương tự hệ thống của tên lửa hành trình X-101. Hệ thống dẫn đường vệ tinh với anten Cometa-M chống nhiễu cũng như quán tính. Đặc điểm chính của tên lửa KH-69 là khả năng bay cực thấp, ở độ cao 20m, thấp hơn cả tên lửa hành trình KH-101. Mặc dù không có vận tốc bay và khả năng mang đầu đạn lớn như tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinzhal,
KH-69 được đánh giá là nguy hiểm hơn đối với Ukraine. Thứ nhất, đợt tấn công hiệu quả nhằm vào nhà máy nhiệt điện Chepinska cho thấy khả năng của KH-69 trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không vốn đang đuối sức của Ukraine. Thứ hai, được triển khai từ Su-34, Su-35 hay Su-57, những đợt tấn công sử dụng KH-69 khó bị phát hiện hơn so với những đợt tấn công quy mô lớn sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và MiG-31K. Điều này không đồng nghĩa KH-69 chỉ có thể được sử dụng trong các đợt tập kích nhỏ lẻ. Sử dụng lượng lớn Su-34, Su-35 hay Su-57, Moscow có thể ồ ạt nã KH-69 vào các mục tiêu, nhất là khi tên lửa này có tầm bắn lên tới 400 km. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11 tháng 4 đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Nga, bao gồm cây cầu Crimea. Kênh TG Ukraine cho biết, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không thể tìm ra biện pháp để đối phó với chiến thuật tấn công đơn giản, tiền hỏa lực, hậu xung kích của quân đội Nga. Các nguồn tin của Ukraine tham khảo một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng chiến thuật tấn công mới dọc toàn bộ chiến tuyến, trong khi quân đội Ukraine chỉ có thể giữ vững vị trí của mình bằng cách đưa lực lượng dự bị mới vào chiến đấu. Việc quân đội Nga thay đổi chiến thuật tấn công, nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tìm được biện pháp đối phó, nên buộc phải rút lui về vị trí mới hoặc giữ vững vị trí cũ với sự hỗ trợ của lực lượng dự bị được đưa vào chiến đấu. Với chiến thuật rất đơn giản nhưng hiệu quả, khiến quân Nga chỉ chịu tổn thất tối thiểu, vai trò chính trong các cuộc tấn công do lực lượng không quân chiến thuật và pháo binh Nga đảm nhiệm. Đầu tiên, họ phá hủy các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine bằng bom, sau đó là hỏa lực pháo binh, tiếp theo là UAV, FPV và cuối cùng là các nhóm xung kích của Nga với sự dẫn dắt của xe tăng và xe chiến đấu bộ binh bình tĩnh tiến vào. Kênh TG Resident viết, quân đội Ukraine không thể xây dựng hệ thống phòng thủ đầy đủ trước chiến thuật tấn công bằng hỏa lực như vậy của quân Nga. Mở đầu là khoảng 70-90 quả bom phá được thả xuống các vị trí của chúng tôi. Sau bom là hỏa lực pháo binh săn bằng các vị trí. Máy bay không người lái UAV, FPV được sử dụng với những mục tiêu nhỏ lẻ nào còn sót lại. Cuối cùng là các nhóm bộ binh tấn công nhỏ, bình tĩnh tiến vào các vị trí khi quân Ukraine không còn khả năng chống cự. Chiến thuật đơn giản mà hiệu quả này của Nga đã dẫn đến thực tế là ở nhiều khu vực, các đơn vị của Ukraine buộc phải rút lui để không bị tiêu diệt hoàn toàn. Và một điều không thể phủ nhận là Nga còn quá nhiều bom và đạn pháo, nên họ có thể tiếp tục sử dụng chiến thuật này. Để chống lại chiến thuật này, quân đội Ukraine phải trang bị tên lửa phòng không tầm xa để có thể khống chế được lực lượng không quân chiến thuật Nga và có đủ đạn pháo. Nhưng cả hai loại vũ khí này hiện Ukraine đều thiếu nghiêm trọng. TG Resident kết luận, cơ hội duy nhất để chỉ huy Ukraine giữ được trận địa phòng ngự là tiếp tục tung lực lượng dự bị 2 hoặc 3 lần một ngày, nhưng biện pháp này chỉ đơn giản là tiêu hao thêm lực lượng của chúng ta. Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, hỏa lực phòng không ở mặt trận Chasovia ở Donetsk đã bị tê liệt khi máy bay chiến đấu cường kích mặt đất Su-25 tiến hành yểm trợ tầm gần cho bộ binh Nga trong giao tranh với lực lượng phòng thủ Ukraine ở Chasovia. Kể từ giữa năm ngoái, để đối phó với mối đe dọa từ các hệ thống phòng không dã chiến của Ukraine, không quân Nga đã sử dụng số lượng lớn bom lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa khu vực chiến tuyến, ít nhất là 40 km. Bom lượn có điều khiển đã giúp không quân Nga có thể yểm trợ cho các cuộc tiến công của bộ binh, trong khi giảm bớt nguy cơ máy bay ném bom bị bắn rơi như giai đoạn đầu của cuộc chiến. Hỏa lực bom đặc biệt hữu dụng khi tấn công các mục tiêu kiên cố của Ukraine mà hỏa lực pháo binh bất lực. Gần đây, video quay cảnh giao tranh ở thành phố Chasovia cho thấy không quân Nga sử dụng máy bay cường kích Su-25 yểm trợ tầm gần để bộ binh có thể tiến công. 4 chiếc cường kích Su-25 bay ở tầm thấp, nã đạn rocket vào các vị trí phòng thủ của Ukraine trong thành phố. Mặc dù phi công Nga chủ động phóng mồi bẫy để ngăn chặn nguy cơ binh sĩ Ukraine bắn trả bằng tên lửa phòng không vác vai, nhưng đây dường như chỉ là biện pháp đề phòng vì không thấy tên lửa phóng lên từ mặt đất. Các cuộc không kích bằng bom lượn tầm xa và yểm trợ tầm gần như vậy của không quân Nga ở thành phố Chasovia đang tạo sức ép lớn cho các đơn vị phòng thủ Ukraine, bao gồm Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 67 và Tiểu đoàn Bộ binh 23. Theo tờ Forbes của Mỹ, quân đội Ukraine đang để lộ lỗ hổng phòng không ở tiền tuyến và lỗ hổng này sẽ ngày càng lớn vì đạn tên lửa phòng không của họ đã hết. Nhưng kể từ tháng 10 năm 2023, Mỹ đã gần như không còn hỗ trợ quân sự cho Ukraine vì bất đồng trong Quốc hội. Điều này khiến Ukraine không thể bổ sung thêm đạn tên lửa phòng không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo vào cuối tuần trước,
Nếu Nga liên tiếp tập kích Ukraine mỗi ngày như cách họ làm kể từ cuối tháng trước, chúng tôi sẽ hết sạch tên lửa đánh chặn. Ngày 11 tháng 4, Ukraine bác bỏ đề xuất do Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới gửi tới nước này và Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Đông Âu. Các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán ngừng bắn nghiêm túc đã diễn ra lần cuối cùng từ năm 2022. Trang tin UNN của Ukraine cho hay, so với các đề xuất trước đó, đề xuất mới nhất của Ankara có một số điểm khác như giả định việc đóng băng xung đột ở chiến tuyến hiện tại hoặc cam kết Ukraine sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trước năm 2040. Tuy nhiên, Kiev đã chính thức bác bỏ đề xuất này, đặc biệt là khi Ukraine lâu nay vẫn từ chối bàn giao lãnh thổ bị Nga sáp nhập, đồng thời yêu cầu quay trở lại đường biên giới được quốc tế công nhận từ năm 1991. Trong những tháng gần đây, cộng đồng quốc tế đã thảo luận về khả năng đóng băng xung đột trên chiến tuyến hiện tại, đặc biệt là sau khi chiến dịch phản công mùa hè 2023 của Ukraine không đạt được kết quả như Kiev kỳ vọng. Ukraine hiện ở thế phòng thủ và thiếu thốn đạn dược. Đề xuất trên chủ yếu để giải quyết những nỗ lực của Moscow nhằm ngăn cản Ukraine gia nhập NATO. Theo đề xuất này, Kiev có thể gia nhập liên minh quân sự sớm nhất là vào năm 2040. Đồng thời, Ankara cho rằng người dân nên quyết định các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thông qua những cuộc trưng cầu dân ý. Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine chỉ trích đề xuất này, cho rằng ý tưởng của Ankara không phải là giải pháp cho cuộc xung đột, mà là sự tiếp tục thông qua đóng băng. Theo ông Podolyak, việc kết thúc xung đột phải dựa trên công thức hòa bình của Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra, vốn đã bị Nga bác bỏ. Trong khi đó, cùng ngày, Tân Hoa Xã dẫn lời Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Cảnh Sảng tuyên bố giải pháp chính trị là lối thoát khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ không có ai chiến thắng trong các cuộc xung đột. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng đánh giá tình hình nhân đạo ở Ukraine đang ngày càng nghiêm trọng và có nguy cơ lan rộng. Trung Quốc bày tỏ hết sức quan ngại trước chiều hướng của cuộc khủng hoảng trở nên phức tạp và kéo dài, đồng thời cảnh báo xung đột sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi thống khổ mà người dân vô tội ở Ukraine phải gánh chịu, gây ra nhiều rủi ro khôn lường hơn đối với khu vực và thế giới. Theo nhà ngoại giao, Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi các bên liên quan xúc tiến đối thoại và thương lượng trực tiếp, triển khai bước đi đầu tiên tiến tới giải pháp chính trị và cùng hạ nhiệt căng thẳng, cũng như đạt được thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB vừa xác nhận đã ngăn chặn thành công âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một cơ sở tôn giáo của người Do Thái ở thủ đô Moscow do một người có nguồn gốc ở một quốc gia Trung Á lên kế hoạch thực hiện. Hãng tin Interfax ngày 12 tháng 4 dẫn thông báo của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết nghi phạm đã bị lực lượng an ninh Nga bắn chết khi cố gắng chống cự trong quá trình truy bắt hôm 10 tháng 4. FSB cho hay, trong quá trình khám xét tại nơi cư trú của nghi phạm, nhà chức trách đã thu giữ một thiết bị nổ tự chế trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt. Danh tính của nghi phạm chưa được công khai. Theo cơ quan an ninh Nga, nghi phạm từng bị phạt tù ở quê nhà vì phạm tội thông thường, nơi hắn bắt đầu móc nối với những kẻ mang tư tưởng cực đoan. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 11 năm 2023, nghi phạm đến Nga và lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Moscow. FSB cũng thông tin rằng, người này đã nhiều lần trinh sát khu vực xung quanh một giáo đường của người Do Thái, đồng thời tìm mua các đồ vật để chế tạo bom. Đây là lần thứ hai FSB chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố giáo đường của người Do Thái ở Moscow chỉ trong vòng hơn một tháng. Hôm 7 tháng 3, FSB thông báo hạ một số kẻ mang tư tưởng cực đoan thuộc tổ chức khủng bố IS chi nhánh Afghanistan, còn gọi là ISK, trước khi chúng kịp lao vào giáo đường để xả súng. Trong một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 4, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray nói rằng cơ quan này lo ngại về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công có tổ chức ở Mỹ, tương tự như vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krakow City Hall ở thủ đô Moscow của Nga hồi tháng trước, trong bối cảnh bất ổn về an ninh gia tăng. Ông Wray nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Hạ viện Mỹ, "Nhìn lại sự nghiệp thực thi pháp luật của mình, tôi sẽ khó có thể nghĩ đến thời điểm nào mà rất nhiều mối đe dọa đối với an toàn công cộng và an ninh quốc gia của chúng ta lại tăng cao cùng một lúc như bây giờ." Theo ông Ray, các quan chức Mỹ đang lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố do cá nhân đơn lẻ hoặc một nhóm nhỏ thực hiện, lấy cảm hứng từ xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza. Nhưng FBI lo ngại hơn về một cuộc tấn công phối hợp sau vụ tấn công khủng bố ở Nga. Người đứng đầu FBI nói thêm, trong năm 2023, cơ quan này đã mở 4.000 cuộc điều tra khủng bố quốc tế. Ông kêu gọi các nhà lập pháp tăng cường tài trợ cho FBI khi mối đe dọa về khủng bố tiếp tục gia tăng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.